Đây là hội nghị Questa Leadership lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại châu Á với sự tham dự của 900 đối tác toàn Việt Nam. Chúng tôi có một cái nhìn tổng quan hơn và có một cái niềm tin về tập đoàn hơn và cho chúng tôi thêm sức mạnh để cùng thành công với Questa. Chúng tôi có mặt trong cái sự kiện Questa, tất cả mọi người có cơ hội gặp gỡ Questa và được nghe những chiến lược phát triển. Chúng tôi rất là có niềm tin và chúng tôi đầy năng lượng. Thank you for to be here in this academy, first academy in Vietnam. Và đây là một cơ hội rất tốt. Trong 7-8 tháng vừa qua tại Việt Nam đã thay đổi tình hình tài chính của rất nhiều người Việt Nam. Và trong tương lai sẽ còn nhiều người nữa sẽ tham gia làm nhà đầu tư của tập đoàn Questa để có thể thay đổi tình hình tài chính của bản thân và gia đình. Từ khi tôi tham gia Questa thì tôi đã thay đổi tình hình của tôi và rất nhiều người trong gia đình tôi cũng như các bạn bè. Go go Questa! Go go Questa! Go go Questa! Và tôi hy vọng rằng sau cuộc hội nghị này thì tinh thần cũng như niềm tin của nhà đầu tư và công ty sẽ to lớn hơn và Questa sẽ được nhiều nhà đầu tư chiếu cố và phát triển mạnh Việt Nam trong thời gian tới.